Ngoài đây chúng ta có mì. Em ở dưới thấp tay thôi, em dưới cao tay người ta tưởng tượng cái khác. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ethno và chúng mình là UT. Hôm nay sẽ là một số chấm cả thế giới với mắm tôm phần 2. Thay vì chúng ta sập chấm những loại sốt đặc trưng của nó thì bây giờ mình sẽ chấm lại bằng mắm tôm. Đó, ngày hôm nay chúng ta có món đầu tiên là món mì Indomie. Phần này thì mình vẫn cho gia vị bình thường, loại trừ cái muối á, cái phần gia vị á, để mình sẽ lát nữa mình sẽ thay bằng mắm tôm. Mình bù cái mặn bằng mắm tôm đúng không? Đúng rồi. Cái phần thứ hai đó là phần taco. Bình thường chúng ta ăn taco thì sẽ có phần nước sốt đúng không? Bây giờ không ăn nước sốt thì nữa chúng ta sẽ ăn bằng mắm tôm. Đó, tiếp đến là chúng ta có hàu nướng mỡ hành. Món này thì có người thích chấm, có người không. Nhưng mà hôm nay mình sẽ dưới mắm tôm lên, mình ăn xem thế nào nhá. Thực ra lúc mà mình biết là hàu chị Uyên bắt chấm mắm tôm, mình thấy hơi xúc phạm với mình. Tiếp theo nữa là chúng ta có món sushi. Thì món này bình thường chúng ta sẽ chấm gì ạ? Chấm mấy cả mù tạt wasabi. Thì bây giờ chúng ta sẽ chấm ăn mắm tôm. À, cuối cùng là món nem nướng Nha Trang. Món này thì bình thường chúng ta cũng chấm cái sốt đặc đặc vàng vàng. Vàng vàng. Bây giờ chúng ta sẽ chấm mắm tôm. Mình bắt đầu với món nào trước nhỉ? Sushi nhá. Ok. Đây chưa hết là mọi người còn bát nữa. Ơi không, tôi nghĩ là chỉ cần một bát này thôi là mọi thứ nó đã đủ rồi. Tại vì không ai kiểu khoái khẩu món này mức chấm nhiều. Nào. Tôi chọn ăn lươn. Cá hồi. Cá hồi. Thế em ăn cái này vậy. Ok. Đây là cái gì ấy? Cá chấm ngập vào nhá. Ủa gì? Giống như là chấm chúng ta bún đậu ấy, ăn bún đậu thì chấm mầm mầm ra. Oh my god. Có một cái sự thật là em vào đây em Fujimart em mua cái này, em cầm cái hộp sushi này xong em hỏi người ta là mắm tôm ở đâu. Xong người ta nhìn em kiểu mày ổn không cưng. Thì sushi phải ăn với wasabi hoặc là gừng hồng ấy, với cả là chấm xì dầu, bởi vì là nó sẽ khử đi cái vị tanh và làm giảm cái tính hàn, làm đậu lạnh thì đỡ đâu. Oh, hey guys. Ok, cuối cùng thì sau gần một năm làm ủy viên không thường trực của UT, tôi cũng được ăn một bữa chắc là tử tế. Tử tế chắc không? Nhưng mà lý do tôi phải ngồi như này là vì họ cho tôi ngồi một cái ghế gãy và lúc mà tôi phải ngửa ra đằng sau. Ăn được đâu có dễ dàng đâu anh. Nói thật mọi người, cái gì chấm mắm tôm ngon hết. Thật không? Nói về cái nhận xét của mình hồi nãy mà mình ăn xi lươn chấm mắm tôm thì mình thấy nó mất cái vị ngon ngọt của lươn ý. Còn em ăn cá hồi chấm mắm tôm thì ngon nhá. Ngon á? Ngon, thấy ngon. Thế kiểu chị thấy em không có phản ứng gì là kiểu mình đã cảm nhận rồi. Sao vị như, hương vị như nào? Cái cá hồi sống thì nó vẫn ngậy ngậy như thế thôi, xong rồi thêm một tí mắm tôm vào, em thấy nó vẫn cân bằng vị, nó vẫn thêm một vị mặn vào, vẫn thế hơn. Dậy từ 4 rưỡi sáng đi quay và mình mới chỉ ăn có 2 bữa thôi. Rồi mình thấy món này thế nào? Ngon, nói chung là ngon đúng không? Mình là người kiểu nghiện đam mê hương vị của mắm tôm, quốc hồn quốc quý. Chấm dương sao? Em thấy không hợp lắm. Ôi giời ơi. Nhưng mà nó không kết hợp được với cái trứng cá này. Ăn nó hơi tanh. Hai người thấy ngon, còn hai người thấy ngon. Hai người thấy ngon. Vậy là mắm tôm ngon. Ok. Chúng ta sẽ đến món tiếp theo. Hàu nha, vẫn là hải sản. Thấy chị Huyền rất là hức ăn hàu từ đầu đến giờ. Tại vì kiểu mình thấy nó là món nóng, mình phải ăn ngay trước khi nó nguội. Đúng rồi, không tanh. Hàu và mắm tôm có một cái sự liên kết nhỏ. Có mùi hàu. Mọi người dơ cái con hàu của người ta để em chan mắm tôm lên nha. Hả? Không phải chấm đâu. Nữa không? Thôi mọi người cứ tra cho mọi người đi, còn anh phải có một lượng mắm tôm riêng. Phải ăn theo tiêu chuẩn của em nhé, đủ chưa nhỉ? Nữa không nhỉ? Rồi ok, okay. Okay. Em xúc thêm 2 thìa nữa, mai anh để con trai về ăn mặn mất. Trông vía là cái con hàu nướng mỡ hành chị Huyền mua nó không bị nhiều, không có nhiều nước hàu lắm, nên là nó sẽ đỡ cái vị lạ lạ khi mà kết hợp với mắm tôm. Thì mong là nó không bị đau bụng. Tê lại cho tôi ăn hành này. Ngon phết mà. Không biết không biết làm sao ấy nhỉ? Ăn mắm tôm hai món rồi vẫn thấy ngon. Thế nhưng mà khi mà mình ăn bất kỳ cái món gì chấm mắm tôm thì với mình cái vị mắm tôm nó luôn chiếm đến 70-75% cái vị ở trong mồm. Thế chỉ cần mắm tôm ngon thì sẽ ngon, kể cả là mắm cơm với cả cơm không. Thì ăn mắm taco nha. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện nghi thức dưới mắm tôm. Gọi là dưới nhưng mà lại là đổ lên trên. Giới thiệu qua thì cái taco này em đặt là có bò băm với cả cheese. Thì em sợ nhất là tự nhiên mắm tôm ăn với phô mai. Nhưng mà không thể không có phô mai được, bởi vì đấy là vị taco. Cái vỏ bánh taco nó sẽ át đi phần nào cái sự kỳ lạ của mắm tôm và phô mai. Rồi bây giờ ăn thử nhé mọi người. Ok. Chưa gì đã ợ lên cái mùi hàu với mắm tôm rồi. Ui. Lần đầu tiên ăn taco chấm mắm tôm ạ. Không phải chấm mắm tôm đâu, là sốt mắm tôm luôn ý. Ngon mà. Mắm tôm nó không át được hết cái mùi vị ở trong taco đâu, bởi vì kiểu những cái vị của taco là đồ ăn thì Mexico à? Mexico. Nó đã khá là mạnh rồi đấy. Thì mắm tôm nó chỉ là một phần trong đấy cộng hưởng. Em thấy ngon. Em không biết cái sốt gì, cái vị của
Mexico với cái gia vị nó hơi cay cay, nó hơi mặn mặn, có cái mùi hăng hăng ấy. Thế là bởi vì mắm tôm cũng hăng nên nó cũng hợp lý. Nó bóp ra chảy hết rồi. Tinh hoa văn hóa Việt cô nhá. Việt cô hả? Mà cái vỏ bánh taco này cũng ngon nên là ăn như kiểu bánh mì chấm mắm tôm ấy. Hợp lý ha. Tốt, em lại chấm nhỉ? Hành động vô tích ấy. Thấy bát mắm tôm mà chấm. Nhưng mà mùi nó thấy nhạt đấy. Bây giờ đổi tên UT thành team mời đây đi. Là gì? Mắm tôm. Với mắm tôm tôi nguyện ăn tất cả các món. Nói thật ra thì sau khi xem số này thì các quán bún đậu mắm tôm có thể có rất nhiều idea về topping cho các bạn. Thậm chí với một nhà mắm tôm học như tôi có thể biết được là món hào ăn với mắm tôm sẽ ngon. Anh đoán món này có ngon không? Ngon, chắc chắn là ngon. Thì từ đấy anh có thể anh chê món nào bảo món nào. Thì anh bảo là anh sợ nếu mà cái taco vừa nãy nó là crepe thì nó mới là kinh khủng. Tại vì nó ngọt. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử đến Inomi phiên bản sốt mắm tôm. Wow, cái món này nghe vẻ bắt đầu nó tăng độ nguy hiểm lên rồi đấy. Không hề đâu. Nhưng mà đây chúng ta có mì. Em dưới thấp tay thôi, em dưới cao tay người ta tưởng tượng cái khác. Phần gia vị thì mình vẫn để nguyên, mình chỉ không cho phần muối thôi. Tinh hoa văn hóa Việt In. Việt In. Ngon chứ. Rồi. Cho dư mắm tôm. Nhạt quá. Nhạt à? Ừ. Mọi người đề nghị mọi người cho tự cho thêm mắm tôm nha. Cái nó còn ngọt ngọt đấy vậy. Nhạt, ngọt và cay, mình tự cảm nhận được. Nhạt không? Thêm nhá. Em này thật nhá. Thiếu vị chứ. Mắm tôm thôi. Dạ. Cho thêm đi. Ôi nhưng mà nó vẫn cay. Vị Inomi. Cái bàn này mai sẽ khám phải biết luôn. Cái vị ngọt của Inomi nó làm át đi vị mắm tôm. Át đi cái vị mắm tôm rất nhiều ấy. Em ơi. Xin phép chồng Huyền nhé. Tớ về ngủ mới tắm rồi. Em tắm rồi nhưng mà em chưa gội đầu. Nó không gia vị ha. Nó cứ ngọt ngọt cay cay. Kiểu cái vị gì nó cũng đều ấy. Em nghĩ là mì ăn... Indomie mà trộn mắm tôm gọi là Indomito. Ăn cái này ăn mì nóng thì còn ngon hơn nữa đấy. Các bạn mì này nó nguội rồi. Đúng rồi. Kiểu nó quậy mà đến lúc mà mình không nhận ra là có mắm tôm này nhưng mà nó vẫn rất ngon. Thì nó vẫn ok, nó tròn hơn. Cho ít mắm tôm để cho kiểu những người mới ăn thì có thể nó thành một vị mới luôn. Mà kiểu như nhà bạn nào mà bạn ấy lỡ làm mất gói gia vị thì bạn ấy thay bằng mắm tôm. Chuyển sang món tiếp theo nhá. Ok. Mà cuối cùng luôn, món nem nướng Nha Trang. Ok. Nhưng mà khi mà nem nướng Nha Trang nó lạ lắm. Món này anh thấy có rất nhiều gọi là cái nguyên liệu cơ bản của bún đậu mắm tôm. Bây giờ sẽ cuốn cho mọi người. Em nghe nói đây là món bữa trưa khoái khẩu gọi là instant food của Dư. Không. Mỗi khi không, đây là của chúng tôi bởi vì là gần văn phòng không có gì ăn hết. Chấm mắm tôm mà hợp lý chắc chắn đây sẽ là một gọi là vị sốt chấm mới. Không, thế là từ giờ chị em mình không phải đắn đo cái việc ăn nem nướng và ăn bún đậu mắm tôm nữa, bởi mình sẽ gọi một bữa trưa cho mình ăn lẫn lộn. We can do both. Anh nghĩ là miếng đấy nên để cho Dư ấy, chứ miếng đấy để cho Dương này hơi lâu. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với tiết mục mong chờ nhất là chúng ta... Tôi nghĩ là Huyền em đầu tiên. Là như chúng ta có sự khác nhau vậy. Ok. Don't make eye contact. Đấy, thật ra là bọn tôi không biết ăn, bọn tôi nhìn Huyền cách Huyền cho miệng bọn tôi mới biết. Nhưng mà ok à? Cho dưới chấm chưa. Ngon à. Em nghĩ là dự đoán là sẽ ngon bởi vì... cái món này nó đã nhạt rồi ấy, nên là nó chấm với hầu như mọi loại sốt thì nó đều át vào vị và nó sẽ ngon thôi. Chứ không có gì quá là kinh khủng cả. Ok nha. Bởi vì em thấy cái sốt mắm tôm này giống cái sốt sệt mình hay ăn chấm ra bên em nướng ấy, nên là nó cũng như nhau. Ngon hơn, cái sốt sệt ăn nhiều lúc hơi ngấy. Hả? Ngon quá trời luôn. Rồi ông cũng khen ngon, ông chấm một mực chút xíu. Ai mà rồi. Ngon ngay. Nói chung là cái bữa hôm nay nó càng củng cố thêm tinh thần tình yêu mắm tôm của tinh thần tôi. Mắm tôm maholic của tôi. Ngon quá, không ai nói được gì nữa rồi. Tuyệt vời. Nếu mà bình thường mình chấm với cái sốt Nha Trang thì ăn nó sẽ béo béo ngậy ngậy, nhưng mà khi mình chấm với mắm tôm thì nó sẽ có cái vị thơm cơ. Nó sẽ có cái vị thơm và cái mùi đặc trưng của mắm tôm ấy. Nói chung là có thể nói chung về bốn món hôm nay là mắm tôm ngon. Bông các cái món cuối em ăn hơi giống như món gì bánh tráng thịt heo. Nhưng mà nếu mà với mọi người thì mọi người sẽ chọn cái món nào là món hợp với mắm tôm nhất? Ôi thưa đừng hỏi anh. Tại vì món nào cũng hợp rồi. Nó không khó chọn lắm. Mà ngon nhất đâu, bây giờ mọi người chọn món ngon nhất đâu. Không được nói chung chung như vậy. Khó vậy. Ai cũng biết là mắm tôm rất ngon với người ăn được rồi. Anh nghĩ là món cuối cùng. Cuối cùng. Ai cũng đồng ý là nem nướng. Dư sao? Đúng sao? Quen anh ta. Có làm sao? Mặc dù tôi không biết
Tôi thấy không hợp lắm nhưng mà tôi thích ý suy nghĩ của bạn. Cá hồi chấm mắm tôm ngon, ngon nhá. Cá hồi chấm mắm tôm chắc chắn là đặc sản của Việt Nam rồi đúng không? Đúng rồi. Mà nếu mà các bạn là người ăn được mắm tôm thì tất cả các món hôm nay các bạn đều nên thử. À mình chỉ nói từ cái phần mình tham gia, trước đấy mình không biết. Thực ra cái món nem này thì em thấy nó nằm vùng an toàn thôi. Còn nếu mà để mà ngon xuất sắc thì chưa nha. Ví dụ ăn mấy hải sản thì cũng không hợp lắm, như kiểu hàu thì cũng không hợp lắm. Thế chị đã thấy ok này, 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 này. Em thấy nó không mình hợp làm thêm lắm. Một số đồ ngọt cho mắm tôm. Thấy nó mới kinh ý. Nó mới gọi là ác mộng. Nói chung là lúc đầu bọn mình còn định đề xuất với chị Huyền là sầu riêng chấm mắm tôm cơ. Nhưng mà chị và Huyền bảo thôi. Không ai chấm hết. Bây giờ mình đi chấm thì chắc chắn nó sẽ kinh rồi đúng không mọi người? Mình chỉ chấm những cái món là bình thường là chấm nhưng mình không chấm với nó nữa. Hay mình làm một số bịt mũi, bịt mắt cho mọi người ạ. Nếu như mình làm số đấy cho người ăn thì mình sẽ ăn. Ok. Mì thì mọi người lưu ý là chưa thêm topping vào, chưa thêm topping mà ăn với mắm tôm nó sẽ rất là mặn. Đấy, hôm nay bọn mình mới ăn với mì không mà gia vị của mì mà đã mặn rồi ấy. Còn bình thường ăn với topping Inomi nữa mà ăn với mắm tôm mới chắc là x10 mặn mất. Ý tưởng của bà đấy bà. Lúc đầu ra may mà chị Huyền ngăn mình kịp không thì hôm nay muối ruột. Nem nữa. Sushi. Nem nữa. Inomi. Đấy đó. Tôm mà tôm. Mắm tôm. Mắm tôm. Mắm tôm ngon. Cảm thấy biết đâu vì tôi là người Việt Nam. Rồi nói chung là như vậy mà mình đã có đáp án của riêng mình là món nào là món chấm với mắm tôm phù hợp nhất. Đấy, còn các bạn đi xem các bạn đã từng ăn thử món ăn nào chấm với mắm tôm mà mọi người cảm thấy rất tâm đắc. Ngoại trừ muốn là mắm tôm, ngoại trừ thịt chó. Mọi người muốn là UT làm phần 3 là chấm đồ ngọt với mắm tôm thì comment bên dưới nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Nếu mọi người đã từng được ngồi với chiếc ghế gãy thì lần sau hứa sẽ có ghế lành ấy ạ.